Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Thì hôm nay Tam Giác Mạch tiếp tục vào đây để triển khai cái công việc. Và hôm nay thì anh em mình sẽ đo móng này, đo móng của nhà hai bố con thợ đấu. Và trước tiên là mình sẽ dùng cái xi măng trắng này này để nhét vào những cái mạch của nhà em Xính để cho nó đẹp ra. Xính ơi, Xính biết cái này để làm gì không? Cái này là biết đúng không? Đây nhá, đây nó có cách hướng dẫn sử dụng này. Bây giờ em làm sạch hết cho anh cái bề mặt của cái này. Bảo trẻ con tránh ra hết đi. Anh thấy trẻ con bây giờ nó đông quá mà không làm được gì thì tốt nhất tránh ra để anh em mình làm việc đã. Xong xuôi rồi đến chơi xong. Cho đấy là pha một bột với một lượng nước vừa phải, có nghĩa làm cho sệt đấy. Cho mình tưới vào các cái gọi là cái mạch ấy, mạch giữa hai cái bên gạch ốp, hiểu không? Hiểu. Đấy là mình lấy cái rẻ lau qua để nó thẩm thấu kỹ vào trong cái mạch ấy. Thì nó, mấy nữa nó sẽ sạch, nó đẹp hơn. Đúng. Bây giờ mình để cái mạch xi này rất là xấu. Bây giờ em làm sạch cho anh đã nhé. Đi vào đây anh bảo. Cái này nó cứ cả hết ra, quét đi nhé. Thế nào mà cứng quá rồi thì thôi. Nhất là những cái này này, nó bị như thế này này. Mình cứ tưới vào đây cho nó khô một tí xong mình lấy cái rẻ lau qua. Tất cả các mạch nhé, bây giờ em làm vệ sinh hết đi. Bây giờ anh đo máu nhá. Bây giờ càng để làm ra thì nhìn anh làm thế này thôi. Bây giờ như này thì nó ra cái xi này đúng không? Ra xi cũ này đúng không? Sau đấy là em lấy rẻ lau qua hết đi cho sạch đi. Sau tí mình tưới cái xi trắng này vào xong thì đợi nó khô một tí xong mình lấy rẻ miết hết đi, miết hết cho nó cái mạch nó trắng này, hiểu không? Thế thì cái này phản ứng á. Bây giờ em cứ cào như sạch anh đã. Như này này, xong đấy quét sạch hết cho anh đã. Cả những kẽ này nữa nhé. Đấy. Đấy. Cái bay này. Cái bay là dễ nhất. Biết cái bay không? Sau đấy anh đo móng cho anh xem quay sang em. Anh sẽ giúp em pha cái này. Sau đấy mình nhèn vào cái này cho nó sạch. Nhá. Ok. Lấy cái chậu anh kinh nghiệm pha cái này. Ừ, một cái chậu hoặc một cái gì đấy. Cái nền đất của gia đình của hai bố con thợ đấu ấy thì tụi em lấy cái thước này xem nào. Hôm nay do là chỉ có đo móng để chuẩn bị cho gia đình đào móng thôi, cho nên là Tam Giác Mạch bảo trẻ con tránh ra. Xính ơi, cao hơn so với cái nền của bố con thợ đấu cao hơn à, thấp hơn so với nhà của Xính là 50 phân. Khoảng 50 phân. 50. Đấy. 50. Thế nên là mình sẽ xây cái móng lên khoảng 30 phân nữa. Để cái nền nhà này chỉ thấp hơn nhà Xính khoảng 20 phân thôi. Không đến lúc thấp quá thì nó nhìn nó khập khiễng lắm. Bây giờ mà san xong rồi, cảm giác nhìn cái nhà nó rất là rộng. Rộng cực kỳ luôn, cái nền nhà ấy. Khu vực này thì mình sẽ xây bể phốt này. Thôi đấy là dẫn ống từ đây ra. Nếu mà đào ở đây anh thấy nó vất vả hơn nhiều. Đúng không? Đằng nào mình cũng chỉ là cái bể chứa, bể phốt thôi mà. Bể chứa thải thôi mà. Thì mình xây ở đây này. Thôi đấy là dẫn ống từ đây xuống nhàn hơn nhiều chứ, đúng không? Bây giờ thử đo xem. Cái từ mét này, khu vực giữa này là anh em mình sẽ làm nhà vệ sinh, nhà tắm hết. Các video trước ấy, Tam Giác Mạch đã cho cùng anh chị thấy cái mặt sàn mô phỏng qua về cái nhà của hai bố con thợ đấu và cái công trình phụ của hai gia đình rồi. Đâu nhỉ, từ anh lấy quyển sổ đấy. 3 mét thì nó nhỏ quá. Bởi vì là cái từ nhà nó như thế nào cũng giảm.
đúng không? Để nhé. Bao gồm cả hành lang nhà tắm nhà vệ sinh đúng không? Bây giờ kéo trước xong đi kia xem nào. Được bao nhiêu mét? Sao à? Chắc đấy, sao à? Mấy mét rồi? 7 mét. 7 mét rồi. Kéo nữa đi. 7 mét có đến hết cái hiên, hết cái đấy luôn. Đây đúng không? Để nó hoàn lại. 7 mét. Bốn mét không? Mình tính 5 mét đi, hết mét đi đúng không? Là 12 mét. 12 mét thì 12 mét. Để mình có sử dụng đấy. Sử dụng. Cái nhà này là nhà của Phúng là 9m7 nhân với 4m8. Thì nhà của Vành là đông hơn cho nên mình sẽ làm rộng hơn một tí. Và vẫn cái thiết kế là sẽ có 3 phòng. Một phòng của hai ông bà này, một phòng của hai vợ chồng này, và một phòng của em gái. Sau này em gái đi lấy chồng rồi thì phòng đấy sẽ là của các con em, đúng không? Mình vẫn thiết kế như vậy đi. Mấy mét? 6 mét. Nhà xanh là mấy mét? Nhà xanh là 4 mét mấy rồi. 5 mét mấy. Bố lấy cái nữa này, đây là cái nhà vệ sinh và nhà tắm chung thôi. Trong bên nữa lại lấy cái cửa đây thì chết rồi. Không lên được này, góc này không mày. Ừ. Nhưng mà phải cái lấy gương thì phải gì vào trong này. Như nào? Lấy gương thì cái đầu cái góc kia phải của trong. Con này. Đây là đoán này nhá. Là bây giờ anh em mình đo cái nhà tắm và nhà vệ sinh trước đã. Bởi vì là cái này là nó tách biệt, không nó không liền với móng nhà đâu. Mình đo cái này xong đã, sau đến đo móng nhà xong thì bảo bố của Vành là muốn lấy hướng nhà đi quả núi nào thì đấy là bắt đầu, hiểu không Vành? Bây giờ anh đang đo cái nhà vệ sinh trước mà. Mình vẫn vuông nhá, tức là nhà vệ sinh nó vẫn song song với cái mặt tường của chính mình. Sau này mình nhìn lên mình mới thấy đẹp hết. Sau này anh quay trên flycam xuống thì anh em mình sẽ thấy được là đây là cả một cái sự cố gắng của cả nhóm chứ không phải riêng của một mình ai cả. Mình cứ trừ ra xem nào. Đây nhá, đây mình tránh này, bởi vì mình làm đến đây thôi. Cái này mình không thể đào được. Rộng mà, mình cứ thoải mái đi. Ta lui đằng sau cho nó sẵn sàng. Nói chung là hành lang của cả hai cái nhà vệ sinh nhà tắm của hai bên gia đình sử dụng ấy thì hành lang mình chỉ cho khoảng 70 phân thôi. Hai hành lang là 1m4 này. Chừa ra là không gian chính của cái nhà vệ sinh và nhà tắm nó sẽ rơi vào khoảng cái gì hả Vậy? Em bảo là ví dụ xây nhà tắm nhà vệ sinh thì phải để một cái đường đi qua đây. Đúng rồi, có hành lang chứ. Không phải thông một phát là đi ra luôn này, em hiểu không? Không phải thông một phát là nó vào trong nhà tắm nhà vệ sinh luôn đâu. Mình phải có một cái hành lang đi, em yên tâm đi, anh tính hết rồi. Hai hành lang mình tính cho là 1m4.
và còn lại là 2m6 đúng không? Đúng ra 4m cái nhà vệ sinh để tắm. 2m6 là thu gian giữa. Có nghĩa là tường của cái nhà tắm nhà vệ sinh là 2m6. Thì mỗi bên là bây giờ cái bậc kia phải phá đi hay là kẹt nó như thế? Chỗ này á? À? Chỗ này thì kiểu gì lấy nữa mình xây cái móng cũng lên gần đấy đến đây rồi. Mình tôn móng lên mà. Tất cả cái nền đất này rất là cứng rồi. Thế nên là anh em mình xây móng sẽ mỏng hơn thôi. Là một cái nhà cấp 4 thì không sẽ không làm quá sâu, bởi vì như nhà xính đây là đất mượn thì mình phải làm cứng này. Còn đối với nhà vành thì tất cả cái nền này là đã phải bằng cái nền nhà cũ cứng lắm, nên là sẽ không cần phải đào quá là sâu. Chắc chắn là cái nền nhà của em vành sau này sẽ thấp hơn nhà của anh xính nhá, bởi vì là cái nền cũ của em đã thấp hơn rồi. Đấy. Bây giờ mình tăng cước vào đã nhỉ, sau đấy mình kẻ để gia đình người ta đào, sau đấy là đo tiếp ở bên này. Đấy thì chứ không phải theo hết cái tường nhà này được. Đúng không? Chỉ ở góc độ cái nhà vệ sinh thôi. Thế được. Làm theo cái nhà vệ sinh nó là dọc bao nhiêu, dài bao nhiêu thì đấy, mình làm theo lắp mấy tôn đúng không? Để mất mấy tôn để làm hai bên nó chống về thẳng với cái nhà vệ sinh là nó sẽ chất chữ V xuống. Còn cái mái đổ thì mình đổ mỏng thôi, đổ khoảng 5-7 phân thôi đúng không? Đổ dày quá đéo có tiền mà đổ. Vệ sinh mình đổ mái như này thì hai bên nó toàn cho vào như này, làm cái chữ như này thì nó có hành lang thì cái đi vệ sinh mình sẽ để bên này, còn trong này mình sẽ để cái tắm đúng không? Nhưng mà bây giờ trước khi xây là mình phải có cái hệ thống ống là xong hết rồi, xây xong móng là có hệ thống ống ra đến bể phốt rồi. Thì mới ấy được. Cái này xây bể phốt như này thì ống nó phải dốc dốc như này đấy thì mới trôi được. Quan trọng thì phải làm cái ống trước, còn cái móng thì mình đo xong thì mình phải đào ống để lắp ống trước. Đúng rồi, mình mới xây móng lên. Đấy, xây móng lên đằng sau. Một cách nó phát huy hết cái công năng của cái nhà. Mình như anh xính nhá, chỗ này hôm trước là quên đổ bàn thôi, mấy nữa vẫn đổ bàn bếp ở đây này, nấu ăn ở trong này. Còn bếp củi thì anh xính rồi, bếp củi thì mình bây giờ mình cho hết ra ngoài. Đấy. Sân đấy, sân rộng rồi. Sân thì mình làm khác. Nãy mình đo là 11m8 nhá. Gần 12m đúng không? Gần 12m chiều dài này, tính cả nhà tắm và nhà vệ sinh rồi. Thì chuồng trại thì anh cũng làm theo hình dọc chữ L. Mình đúng không? Chuồng bò nữa là sẽ làm ở đây. Riêng khu vực chuồng bò của nhà em ấy thì sẽ ở khu vực này. Tầm đến đây, còn khu vực này trở lên kia thì anh đang tính là đây là cái đường đi vào rồi. Đúng. Lo anh à? Đường đi vào cả cái sân này. Đường đi vào khả năng là sẽ làm ở đây luôn. Ở góc trên này anh sẽ làm cái bếp củi cho bọn em. Nhá. Bếp củi mình cho ra ngoài đi. Mình làm nhà tôn thì không thể nào đun củi trong nhà. Còn cột kia không có, khi nào mà có việc gì ấy, bọn em sẽ dựng cái cột giả lên dùng là được đúng không? Nó thoáng. Chuồng bò này sẽ làm ở đây nhé. Thì mấy nữa mình bịt cái đường này luôn, bịt đường này có ảnh hưởng đến ai không? Hay là vẫn cứ để đường đấy? Không, mình bịt đấy thì cái đường mình thống nhất là đi để cho khách đi được. Cho họ đi được đúng không? Nhưng là đường vào nhà mình là đi thẳng đây rồi, từ đống gạch vào đây luôn. Xây lên một tí.
như thế cho nó tiện. Bây giờ mình đi vòng qua đi nhà xính. Nhà xính sau này cũng thế, một phát là đi vào đây luôn, sân rộng thế thang luôn. Chỉ có một buồng đi vệ sinh và một buồng tắm thì quá là rộng rãi rồi. Buồng đi vệ sinh chỉ cần khoảng 1 mét, 1 mét nhân với 2 mét, đúng không? Được chưa? Đúng 70 phân chưa? Hành lang 70 phân thì quá là thoải mái, không xây luôn. Cái này chán đời rồi. Không chán đâu, thử sọ cho tay vào xem nó cắt đấy. Để dối nhá. Cái cước này mà dối thì không ai ấy được đâu. Nên em lấy cắt đi, cắt xong lấy một cái que về cuộn vào. Được không? Chỉ bao à? Chỉ bao mà có chỉ tống nó. Bây giờ kéo bây giờ kéo cả cái này xong là trừ trừ cái nhà vệ sinh xong là trừ hành lang ra. Hành lang nữa là xong. Đấy. Nhà vệ sinh là bao nhiêu? Hả? 4 mét, tính cả hành lang về nữa nha. 4 mét là nó thành vuông à? Còn hành lang nữa chứ. 4 mét thì trên là 4 mét, còn hành lang lên vào nữa là nó không vuông rồi. Như này chia thành 2 buồng nữa rộng chứ. Thoải mái nhỉ? Thoải mái. Rồi rồi, thế thôi. Đặt xuống chứ. Cầm như thế. Đây là đo xong là đóng cọc. Ừ. 3 mét đấy, 3 mét 2. 3 mét 2 mà phải. 3 mét 3 chứ. 3 mét 3 thì chỉ với cái nhà vệ sinh thôi, còn trừ hành lang nữa. Ừ. Hành lang thì lên 4 mét. Một cọc 3 mét 3 nữa. 3m3 cộng với hành lang 70 phân thì nó trở là 4m này em. À ở 80. 80 mà. Ờ. 41 đi. Một cọc ở đây nữa là mình có thể. Đây không gian thừa này làm ống khói luôn, quá đẹp luôn. Bếp củi ấy. Bởi vì là đằng sau này rất may là nhà em vành lại diện tích đằng sau nó lại thoáng hơn nhà xính thì không thể nhúc nhích thêm bởi vì toàn đá rồi. Đấy nhá, bây giờ mình kẻ cái móng của nhà xính đã. Còn đấy là mình đo tiếp nữa nhỉ. Được chưa bố mày? Khỏe khỏe mà, có mà. Được chưa Xính ơi, sọn sẹp nhanh một tí nhá. Anh sắp xong rồi đấy. Đây. Anh phải nhìn cái này thì nó mới không bị lộn nhá. Ôi, chúa. Sướng gì? Cẩn thận nhá. Đứt tay là anh không chịu đâu. À, tí nữa anh giả thiên công chát nhà của lành cho em luôn nhé.
Rồi để em tự giảm mọi người nhé. Được không? Đây, cuộn cuộn vào. Tảng đá này làm sao cho nó dính dính ra một tí. Cái này phải cao một tí. Chắc sẽ sọt trên dưới. Không, mình như thế thì mình kẻ cái ấy thôi mà. Không cần phải mình giữ khước ở đây đâu. Bây giờ em căng căng kẻ hai bên ra. Hiểu không bác? Hiểu không? Nếu căng lên tuổi. Cái dao không nhỉ? Mấy cái dao mà. Trung viên gạch của nó chỉ chiếm mười mấy phân thôi mà. Có phải là như trong cái thước mình nói đâu. Nó không hề được hết một tí nào cả. Sâu vào đó nhấp vành nhé. Vì rất là cứng thì em đào cho anh khoảng 30 phân. 20 phân, 30 phân. Hả? Từ nhé. Tí nữa em lấy cái xà beng em em chọc chọc qua cái rãnh nhá, không tới trẻ con nó chơi nó lại mất hết cái này đi. Không có đúng là cản dòng à. Lấy cái xà beng về đây. Xà beng đi để anh ấy trong cái cọc thì không được ngay. Còn nguyên cọc mà. Chung là mình vạch qua để ba mét ba nó là tính 1m65 một mét 65 lấy cái thằng lú này. Đặt gạch rồi khi đấy mình mới nhìn hình dung ra được là cửa bên nào đẹp hơn. Bây giờ mình cứ cơ bản đấy, bây giờ đo tiếp cái móng nhà đi. Ôi nhớ lần này không nhớ đâu. Sao để cho mình thấy cũng đã tăng hơn rồi. Nhưng mà tự nhiên là cái cửa chính đúng không? Rồi. Cái này là cửa chính của lấy đi hướng nào đây em? Trong đã cho hơn. Mấy nước cửa đây. Không cửa đây. Vậy bố em thích để cửa hướng nhà đúng thế nhá. Ok nhá. Nói chuyện với bố ok nhá. Hay đấy nhá. Anh thằng đấy gốc cây cầu. Thằng gốc cây cầu à? Thế nhà chéo à? Cái này là dịch từng dây à? Thế thì cái này phải dịch từng dây. Cái tường bên này rồi, cái này bên này thì nó là dịch lên trên kia rồi. Không, tất nhiên rồi. Mình không thể nào mà hai cái nhà mà cái nóc nó bằng nhau được. Không thể nào hai cái nhà hướng nhà như nhau được. Đấy là nó có cái này thì đến đây à? Đâm gốc cái gạo này à? Cái cửa chính không, nó vào gốc.
không không sợ cái dầu kia cũng được mà, nhưng mà chắc mà phải mũi này. Sao lại có cái mũi là bên ngoài này? Như thế sẽ bị hẹp đấy. Như thế sẽ bị hẹp một tí đấy. Đúng không? Bởi vì là... À nè. Sao mà chỉ như chị tập vào nét đó. Chú ấy nhảy sang nhé. Anh chưa sang nhé. Anh nhảy tao chỉ tao chứ chứ không. Bây giờ có chị tao tới anh ấy. Vang là chè. Thế là cái đường là lên đây được, cái đường nó cũng qua ở dưới đấy. Đây cái đường nó không đi qua nhà được. Đi đây được. Đấy nếu mà là lên được. Nhưng mà cái chuồng bò bây giờ lại khó nhỉ. Cái chuồng bò ở đây thì đường nó là không lên được. Anh nói thật, anh không muốn chuồng trại gần nhà một chút nào cả. Nhưng mà bây giờ cái nền đất ở đây là nếu mà không làm chuồng trại ở đây thì không có đất chỗ làm chỗ nào làm. Làm một chuồng bò đây. Anh nói lên này, anh nói lại bố nhá. Làm chuồng bò ở đây thứ nhất là mất vệ sinh. Thứ hai là mất mỹ quan. Hai cái nhà mình đẹp như thế này mà lại xây chuồng bò ở đây là không được. À, thứ ba là cái đường đi của em sẽ lại phải đi theo đường cũ thì nó rất là dở hơi. Anh muốn là ở đây xây được hai cái nhà đẹp nhá, thì đâm thẳng một phát đường của em vào đây, đường xe vào đây luôn. Thì chuồng bò em mà hỏi chơ được hiến cho chỗ này này xây chuồng bò đi. Không thì mình lại phương án là xây chỗ anh Lành thôi. Anh thấy nhà của Lành bây giờ cũng to mà, cái chỗ đấy mình xây 3 gian cái chuồng bò ở bên đấy cũng được. Anh xây chuồng bò chắc là ở nhà anh Lành thì chắc là anh xây sang ở cái góc cây chúa kia. Đây là đất nhà em đúng không? Bên đấy, không phải là anh không muốn cho bọn em làm chuồng gần mà bây giờ đất như này rồi mình lại cho cái chuồng bò vào đây thì rất buồn cười. Bên này là của nhà trơ rồi thì chưa biết là câu chuyện này có xin được không hoặc là gì cả, nhưng mà anh không muốn là chuồng bò mà lại gần dừa lại gần nhà người ở, đúng không? Em cũng thế đúng không? Em cũng thế. Thế nào bây giờ mình cứ tính phương án là làm cái nhà trước nhá, cái chuồng bò mình tính tiếp nhá, được chưa? Bây giờ làm chuồng bò cái nhà đã, vì là quy hoạch được cái nền sân như thế này rồi mà cho cái chuồng bò vào đây hôi hám rồi nhờ. Phân phủ các thứ nhiều khi khách đến em cũng không thích. Đo đi em ơi, đo cái này nhà đi. 10 mét thì rộng mà nhà mình phải rộng hơn một tí. Không biết được. Hôm nay chưa
cái tao này đợt 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 nếu mà hát không á lấy à, lấy một cái xô à. Lấy một cái xô về chị tao qua đây cho hết thao lên chút tao kẹp. Mấy mâm à? Này. Có cả thịt mơ. Anh làm cho em nhé, thì em tự làm nhé. Đây là những cái mạch, là nó bị hở này. Đúng ra là làm từ cái hôm mà mình ấy cơ. Đúng không? Cái hôm mà mình ấy à. Có cái chổi sơn thì hay quá, có chổi sơn thì quét thì hay quá. Em lấy cái chổi gì về quét quét như này. Nó khô một cái là em lau hết đi. Chát theo cái mạch này. Tìm một cái chổi, lấy một cái chổi chổi nhỏ nhỏ ấy. Làm như cái chổi sơn quét quét ấy. Bây giờ đây cũng có à. Những cái mạch nào bị hở em chai hết vào nhá, cho nó trắng đẹp nhá. Lười lau thì nó sẽ đen xì nhá. Đấy là một cách để nhận biết em là lười hay là lười. Em cứ đổ như này nhé, xong một lúc sau em cứ đổ hết đi, xong em quay lại em lau khô đi, lau sạch thì nó lộ cái mạch trắng lên là nhá. Pha hết thì pha tiếp nhé. Mai em kiểm tra đấy nhé. Vâng. Anh hướng dẫn như thế là cách làm đấy. Cho nó đẹp hơn một tí thôi, nhưng mà thực tế là cái mạch này, mạch xì này bây giờ nó bị khô rồi. Thế cái chỗ nào mà không mọ do là không vào đây kịp thời khi mà anh em lát được nên là cái mạch xì rồi nó bị khô rồi. Giờ cho thêm một tí cho nó đẹp thôi, nó đẹp hơn, sạch hơn một tí nhá. Làm cứ làm như vậy nhá, bé thôi, không làm to đâu, nhẹ nhàng, bé tí thôi, mạch nhỏ. Đo cái phòng như nào ấy, từ từ đã. Đấy, anh giả tiền đã, không tí là anh lại quên đấy, anh quên anh lại cầm tiền về tí anh chi hả, nhớ thì anh xin lại, không nhớ thì xin lại đúng không. 6.750.000 1 2 3 4
5 triệu 1, 2, 3, 4, 5, 6 triệu anh còn chưa về trên 6 triệu rồi 4 6 8 10 6 triệu đúng không? À, 6 triệu rồi 6, 7 triệu rồi mất sau nó chắc rồi cho mà muốn hết đủ à mày mất to kia rồi trời Ừ, đến chậm quá đấy 3, 4, 5, 6, 7 7 triệu mà anh đếm đủ 6 triệu Thì thừa chết anh đấy 1 triệu này 2 này 3 này 4 này 5 triệu 5 này sáu này đấy, 6 triệu đúng không 750.000 nữa 1, 2, 4, 6 8 đi anh cũng muốn cho 8 lắm 7 này 750 này đủ chưa tự về trả cho quân của em nhá em lấy sổ ra ai thiếu ngày nào thì em trừ ngày đấy là được nhá thế là xong cái tiền làm nhà chắt nhà của em Lầu Mỹ Lệnh bây giờ thì đo nốt đi xong đấy là để còn mai còn đào thôi mà được chưa nhưng mà có tiền không mua thì cái gì ăn thôi không mua gì ăn đâu mua chứ 1 triệu nha giả nợ đi nha thế cả thế em xin nha nhé ừ có chị lên đầu mạ mạ sự mạ lấy được 4 góc này đúng không? Hơi bị chéo đấy. Hôm nay thì cơ bản là đo trước cái móng của cái khu vực nhà công trình phụ này và móng bao quanh của căn nhà thợ đấu thôi thì bây giờ cũng chiều rồi thì cũng chưa làm được móng và trong suốt cái lộ trình như thế thì Tam Giác Mạch cũng sẽ liên tục chia sẻ tới các anh chị những cái nội dung xoay quanh còn bây giờ thì cũng chiều rồi anh em mình cũng xin phép dừng cái video này tại đây hẹn gặp lại các anh chị và tất cả mọi người trong những cái video tiếp theo xin chào và xin cảm ơn.